Chào mừng quý vị đến với chương trình Giải đáp hôn nhân gia đình số thứ 8 của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 8. Chúng tôi rất vui vì đã đón nhận rất nhiều câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a@gmail.com. Và nếu như có bất kỳ thắc mắc gì, quý vị vui lòng tiếp tục gửi về cho chương trình chúng tôi. Chúng tôi sẽ sắp xếp để giải đáp mọi thắc mắc và trăn trở của quý vị. Và ngày hôm nay, chúng ta lại rất vui được gặp lại vị khách mời rất quen thuộc của chương trình, cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, đến từ tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin. Con kính chào cha. Dạ, chào chị Thiết Vân. Chào khán thính giả. Kính thưa cha, chúng con hay nghe cha nhắc đến những ngăn trở tiêu hôn. Vậy cha chia sẻ với chúng con những ngăn trở tiêu hôn là những ngăn trở nào? Và có bao nhiêu ngăn trở tiêu hôn thưa cha? Cái ngăn trở tiêu hôn này đó là một cái từ chuyên môn theo giáo luật hôn nhân công giáo. Vậy thì chúng ta chiếu theo điều 1073 của Bộ Giao luật hiện hành thì ngăn trở tiêu hôn là những ngăn trở làm cho người ta không có năng cách để kết hôn thành sự hay là hợp pháp. Tôi lấy ví dụ, một người con trai 14 tuổi thì chưa có đủ khả năng và không có đủ tư cách để kết hôn thành sự được. Trong Bộ Giao luật 1917 liệt kê 5 loại ngăn trở cấm chế và 13 ngăn trở tiêu hôn. Nhưng mà Bộ luật 1983 thì bãi bỏ cái danh từ ngăn trở cấm chế và chỉ còn liệt kê 12 loại ngăn trở tiêu hôn mà thôi. 12 ngăn trở đó là: thứ nhất, ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn. Thứ hai, ngăn trở do bất lực để giao hợp. Thứ ba, ngăn trở do đã kết hôn, hay còn gọi là ngăn trở đã có dây hôn phối trước. Thứ tư, ngăn trở do khác đạo. Thứ năm, ngăn trở do đã lãnh nhận chức thánh. Thứ sáu, ngăn trở do đã khấn trọn đời trong dòng tu. Thứ bảy, ngăn trở do bị cưỡng đoạt hay là bị bắt cóc. Thứ tám, ngăn trở do cố sát phối ngẫu, hay còn gọi là ngăn trở tội ác. Thứ chín, ngăn trở do tôn thuộc, hay còn gọi là ngăn trở họ máu. Thứ 10, ngăn trở do hôn thuộc, hay còn gọi là ngăn trở họ kết bạn. Thứ 11, ngăn trở do liêm sĩ, hay còn gọi là ngăn trở công hạnh. Và cuối cùng, đó là ngăn trở do dưỡng hệ, hay còn gọi là ngăn trở pháp tộc. Bây giờ thì chúng ta đi vào giải thích từng cái ngăn trở một. Trước hết chúng ta đi vào ngăn trở thứ nhất, gọi là ngăn trở do chưa đủ tuổi để kết hôn. Vậy thì theo giáo luật 1983, điều 1083, tiết 1, quy định như sau: để kết hôn thành sự, nam giới phải đủ 16 tuổi trở lên, còn nữ giới phải đủ 14 tuổi trở lên. Tuy nhiên, căn cứ vào điều 1083, tiết 2, thì Hội đồng Giám mục Việt Nam quy định tuổi cao hơn để kết hôn hợp pháp
chúng ta chú ý cái từ hợp pháp. Tức là để kết hôn hợp pháp ở Việt Nam thì nam giới phải đủ 20 tuổi trở lên. Còn nữ giới phải đủ 18 tuổi trở lên. Dạ, vậy thưa cha, nếu như người nam 19 tuổi thì có được chuẩn không cha? Nếu người nam 19 tuổi kết hôn thì vẫn thành sự. Bởi vì để kết hôn thành sự thì nam giới phải đủ 16 tuổi trở lên. Còn nữ giới phải đủ 14 tuổi trở lên. Nhưng hôn nhân này bất hợp pháp. Để kết hôn hợp pháp ở Việt Nam, nam giới phải đủ 20 tuổi trở lên, nữ giới phải đủ 18 tuổi trở lên. Để cho hôn nhân này được hợp pháp thì phải xin Đức Giáo Mục Giáo Phận miễn chọn. Tuy nhiên, cha sở hay là người hữu trách phải cân nhắc các hoàn cảnh khác nhau, kể cả ý kiến của cha mẹ đôi bên, để tránh tan vỡ hôn nhân do sự thiếu trưởng thành, nhất là sự trưởng thành về tâm lý để đảm nhận trách nhiệm hôn nhân và gia đình. Hơn nữa, đương sự cũng chưa đủ tuổi để kết hôn dân sự, cho nên cũng có khá nhiều phức tạp. Tốt nhất nếu có thể được thì nên khuyên đương sự để đủ tuổi cho chính chắn thì mới kết hôn. Chúng ta đi vào cái ngăn trở thứ hai. Ngăn trở thứ hai do bất lực để giao hợp. Sự bất lực xảy ra khi giữa hai vợ chồng không thể thực hiện hành vi giao hợp. Căn cứ theo điều 1084 triệt 1, hôn nhân sẽ vô hiệu nếu trước khi kết hôn một trong hai đương sự bị bất lực. Vậy thưa cha, nếu sau khi kết hôn mà đương sự bị tai nạn và bị bất lực thì có tiêu hủy hôn nhân không cha? Cảm ơn chị Tuyết Vân. Đây là một cái vấn đề nó xảy ra rất nhiều trong cái vấn đề hôn nhân Công giáo hiện nay. Thế thì chúng ta đi vào cụ thể như sau. Bất lực xảy ra sau hôn nhân không làm cho hôn nhân vô hiệu được. Vì hôn phối đã thành sự và hoàn hợp trước đó rồi, thì sự bất lực phải bị trước hôn nhân mới khiến cho hôn nhân vô hiệu. Vậy thưa cha, sau hôn nhân mà bất lực mà hôn nhân không bị tiêu hủy đi á, thì họ vẫn sống với nhau suốt đời phải không cha? Thì như vậy á, thì cha thấy là có thiệt thòi cho cái người phối ngẫu kia không à? Đúng rồi chị. Đó giống như là một cái tai nạn mà nó ngoài ý muốn của chúng ta thôi mà. Cho dù là một tai nạn lớn hơn như là trường hợp bị đột quỵ chẳng hạn, không lẽ người phối ngẫu đó bỏ họ mà đi kết hôn với người khác? Họ cần cầu nguyện để nhận ra thánh ý của Thiên Chúa trong đời sống hôn nhân của họ. Dạ, con cảm ơn cha. Cha chia sẻ thêm về trường hợp là đối với trường hợp vô sinh á, thì có tiêu hủy hôn phối không cha? Bây giờ chúng ta căn cứ vào trong cái điều 1084 triệt 3. Sự son sẻ hay còn gọi là vô sinh không ngăn cấm cũng không tiêu hủy hôn phối. Người vô sinh kết hôn vẫn thành sự. Thưa cha, nếu khi kết hôn người phối ngẫu cố tình giấu việc mình vô sinh thì hôn nhân của họ có thành không cha? Bây giờ chúng ta đi vào trong cái cụ thể của giao luật đó. Chiếu theo giao luật điều 1098, nếu chứng minh được là người phối ngẫu đã cố tình giấu giếm để lường gạt cái người kia khiến cho họ ưng thuận thì hôn nhân đó bất thành.
chúng ta đi vào ngăn trở thứ ba, ngăn trở do đã kết hôn trước đó. Thế thì chúng ta căn cứ theo giáo luật điều 1085 tiết 1 quy định rằng không thể kết hôn thành sự khi một trong hai người còn bị ràng buộc bởi dây hôn phối trước đó. Ngăn trở này sẽ chấm dứt khi người phối ngẫu kia qua đời, hoặc là hôn nhân trước đã được giải gỡ bởi cái đặc ân Thánh Phaolô hay là đặc ân Thánh Phêrô, hoặc đã được tuyên bố hôn nhân vô hiệu nơi tòa án hôn phối. Vậy thưa cha, con có một thắc mắc nữa là nếu như hôn nhân thành sự nhưng mà chưa hoàn hợp thì có mắc ngăn trở không cha? Hôn nhân thành sự nhưng chưa hoàn hợp, nếu muốn kết hôn với người khác thì cần phải được giải gỡ bởi Đức Giáo Hoàng với lý do hôn nhân chưa hoàn hợp. Khi nào chưa nhận được cái giấy tháo gỡ của Đức Giáo Hoàng thì đương sự không được tái hôn. Nếu tái hôn thì hôn nhân đó sẽ không thành sự. Chúng ta đi vào trong cái ngăn trở thứ tư, ngăn trở do khác đạo. Căn cứ theo bộ luật điều 1086 tiết 1, hôn nhân giữa một người đã được rửa tội trong giáo hội Công giáo với người không được rửa tội thì bất thành. Vì vậy, nếu muốn hôn nhân này thành sự, cần phải xin giấy miễn chuẩn khác đạo từ đấng bản quyền địa phương. Kính thưa cha, trong trường hợp hôn nhân hỗn hợp thì sao? Cha có thể chia sẻ thêm về điều này. Cảm ơn chị. Khi hôn nhân gọi là hỗn hợp, khi một bên là Công giáo và bên kia được rửa tội trong một giáo hội Kitô giáo khác, ví dụ như là Tin lành, Anh giáo, Chính thống giáo. Hôn nhân hỗn hợp cũng cần phải có phép minh nhiên của đấng bản quyền địa phương căn cứ vào giáo luật điều 1124. Chúng ta đi vào trong cái ngăn trở thứ năm, ngăn trở do đã lệnh nhận chức thánh. Căn cứ vào giáo luật điều 1087, những người đã chịu chức thánh kết hôn bất thành. Những người đã chịu chức thánh bao gồm là chức giáo mục, chức linh mục và chức phó tế. Ngăn trở thứ sáu, ngăn trở do đã khấn trọn đời trong một dòng tu. Chúng ta căn cứ vào giáo luật điều 1088, những người đã khấn trọn đời giữ đức khiết tịnh trong một dòng tu kết hôn bất thành. Vậy thưa cha, ngăn trở về chức thánh và lời khấn trọn đời có thể miễn chuẩn được không cha? Cảm ơn chị. Bây giờ chúng ta căn cứ vào giáo luật điều 1078 triệt hai, những chức thánh là chức giáo mục, linh mục và phó tế. Ngăn trở chức thánh thuộc luật của hội thánh, quyền miễn chọn được dành riêng cho tông tòa, tức là Đức Giáo Hoàng. Còn về các lời khấn trọn đời trong các dòng tu thì căn cứ theo giáo luật điều 1078 triệt hai, bản quyền địa phương có quyền miễn chuẩn ngăn trở lời khấn dòng trọn đời nếu dòng đó thuộc luật giáo phận. Tòa thánh có quyền miễn chuẩn lời khấn dòng trọn đời nếu dòng đó thuộc luật giáo hoàng.
Con cảm ơn cha. Và cái ngăn trở thứ bảy mà chúng ta nói đến ở đây, đó là ngăn trở do bị bắt cóc. Căn cứ vào giáo luật điều 1089 nói rằng hôn nhân bất thành đối với trường hợp người nữ bị bắt cóc hay là bị giam giữ với chú ý là ép buộc kết hôn với họ. Và thưa cha, trong cái luật, trong cái giáo luật này á, thì mình đang đề cập đến là người nữ bị bắt cóc, nhưng mà trong trường hợp người nam bị bắt cóc thì sao cha? Đây là một cái trường hợp quy định nó khác biệt trong cái giáo luật Công giáo đó. Nếu mà chàng trai là nạn nhân bị bắt cóc á, thì lại không áp dụng trong cái ngăn trở này được. Bởi vì nhà lập pháp chỉ giữ trù cho việc bảo vệ cái người nữ thôi. Nếu chàng trai đó muốn thì sau khi được hoàn toàn tự do, anh có thể xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu vì lý do bị cưỡng ép chiếu theo giáo luật 1103. Vậy thưa cha, nếu như mà cô gái bị bắt cóc vì lý do chính trị hay là nhằm tống tiền bố mẹ hay là một nguyên nhân nào khác chứ không phải là bắt cóc để ép kết hôn, thế rồi trong thời gian mà bị giam cầm, cô từ từ có cảm tình với người bắt cóc mình và muốn kết hôn với cái người ấy, vậy thì hôn nhân đó có thành sự không cha? Quả thật đây là một cái trường hợp nó rất là đặc biệt. Vậy thì trường hợp này xét vì nguyên nhân của sự bắt cóc không phải là để ép cô kết hôn. Cô ấy kết hôn là vì sau khi bị bắt cóc, chính cô ấy muốn kết hôn, tức là có tự do. Vì chính cô ấy muốn kết hôn nên hôn nhân này thành sự. Vậy thưa cha, trong trường hợp nếu mà sau khi bị bắt cóc, đương sự được thả ra ở một nơi an toàn, đương sự vẫn quyết định kết hôn với người ấy thì sao cha? Khi người nữ bị bắt cóc á, thì kể như là người nữ này mất tự chủ, tức là mất tự do, không có đủ sáng suốt để mà cam kết kết hôn được. Chỉ sau khi người nữ này nè được thả ra một nơi an toàn và tự do rồi, khiến cho cô ấy có thể quyết định một cách sáng suốt thì kết hôn mới thành sự được. Dạ, chúng con rất cảm ơn những chia sẻ bổ ích của cha. Thưa quý vị, vì thời lượng chương trình có giới hạn nên chương trình Giải đáp hôn nhân Công giáo số thứ 8 xin được khép lại tại đây. Chúng ta còn lại những ngăn trở khác sẽ được giải đáp trong tuần tới ở số thứ 9. Có thắc mắc, quý vị vui lòng gửi câu hỏi về địa chỉ giải đáp hôn nhân công giáo a@gmail.com. Mến chúc quý vị một tuần mới an lành trong Chúa. Còn bây giờ, thay mặt những người thực hiện chương trình, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.